Người đang ở bên cạnh bạn đáng tin cậy hay không? Nền tảng của mọi mối quan hệ chính là niềm tin. Không có niềm tin, mọi thứ sụp đổ. Sự tin tưởng giúp xây dựng một mối quan hệ phong phú, yêu thương và lâu dài. Tìm một người đáng tin cậy không bao giờ là dễ dàng. Sự tin tưởng phải là tiêu chuẩn cho bất kỳ mối quan hệ nào. Sau đây, Quốc Anh chia sẻ với các bạn những dấu hiệu rõ ràng cho thấy rằng một người đáng tin cậy, bất kể loại mối quan hệ nào. Điều thứ nhất, bạn cảm thấy thoải mái khi bên họ. Bạn có thể thoải mái với một người như vậy vì bạn biết rằng họ không giấu bạn điều gì hoặc sẽ cố gắng thao túng bạn. Bạn không cần phải che giấu bất cứ điều gì với họ, và bạn có thể dễ bị tổn thương và đủ cởi mở để có một cuộc trò chuyện chân tình. Điều thứ hai, họ tôn trọng ranh giới. Điều quan trọng là phải tôn trọng ranh giới của nhau trong tất cả các loại mối quan hệ, vì điều này tạo thành nền tảng của sự gắn bó với nhau. Với sự tiến triển của mối quan hệ, cả hai bạn tiếp tục cảm thấy thoải mái. Một người liên tục vượt qua ranh giới của bạn là người không đáng tin cậy, vì họ muốn kiểm soát bạn mà không nghĩ đến nhu cầu và sự thoải mái của bạn. Nó luôn luôn là về họ và nhu cầu của họ. Điều thứ ba, họ thể hiện lòng trắc ẩn. Điều này cho thấy người ấy cũng nghĩ đến người khác và không phải là kiểu người tự cho mình là trung tâm. Những người đáng tin cậy thể hiện sự quan tâm thực sự khi có điều gì đó không ổn xảy ra. Cùng với đó, họ không lấn chiếm không gian của bạn hay phản bội bạn khi bạn tâm sự với họ. Điều thứ tư, họ tôn trọng người khác. Cách họ nói về người khác cũng quan trọng. Vì vậy, bạn nên xem xét khía cạnh này một cách nghiêm túc. Điều này có thể tiết lộ bất kỳ mâu thuẫn nào trong mối quan hệ hoặc các vấn đề nằm sâu bên trong. Một người ác ý với người khác có thể không thể hiện con người thật của họ với bạn và không đáng tin cậy. Điều thứ năm, họ trung thực ngay cả khi điều đó làm tổn thương họ. Bạn có thể không thích nghe sự thật vì đôi khi nó có thể làm tổn thương bạn. Tuy nhiên, điều này vẫn tốt hơn là ở với một người thỉnh thoảng nói dối bạn. Một người sẵn sàng trung thực là người đáng tin cậy để bạn có thể thảo luận về những vấn đề như là nghề nghiệp và mục tiêu cá nhân cùng những vấn đề khác bằng cách nói sự thật. Mục đích của họ không phải là làm tổn thương bạn theo bất kỳ cách nào, vì họ thực sự quan tâm đến lợi ích tốt nhất của bạn. Điều thứ sáu, bạn không thể tâm sự với một người mà không có sự tin tưởng. Những người đáng tin cậy muốn có ai đó để tâm sự, biết rằng bản thân họ có khả năng giữ bí mật. Khi ai đó đang tâm sự với bạn, hãy biết rằng họ hoàn toàn tin tưởng bạn và mong bạn cũng làm như vậy. Điều thứ bảy, hành động của họ phù hợp với lời nói của họ. Đây là một trong những thước đo quan trọng của sự đáng tin cậy, bởi vì trong khi nói "tôi yêu bạn" có vẻ dễ dàng, khi một người chỉ đơn giản là nói suông và không bao giờ cam kết thực sự, thì việc tin tưởng họ là điều không thể. Điều này cũng đúng với những lời đã hứa, bởi vì khi ai đó không giữ lời hứa, người đó không xứng đáng với sự tin tưởng của bạn. Lời nói trở nên vô nghĩa trừ khi được hỗ trợ bởi hành động. Bạn có thể dựa vào một người biết giữ lời. Điều thứ 8, họ từ chịu trách nhiệm. Những người đáng tin cậy nhận lỗi và không cố gắng biện minh cho bất kỳ hành vi sai trái nào. Họ không đổ lỗi. Những người giỏi nhất nhận trách nhiệm về những sai lầm và đối mặt với những hậu quả do các quyết định gây ra. Họ cảm thấy có trách nhiệm không chỉ với bạn mà những người khác, mà quan trọng nhất là với chính họ. Những người đáng tin cậy cũng tôn trọng bản thân mình và những người khác. Họ tin rằng mọi con người đều phải được tôn trọng. Họ không đe dọa hoặc sỉ nhục để thiếu tôn trọng người khác. Sự tôn trọng dẫn đến sự tin tưởng. Người đáng tin cậy là người trung thực.
Những người đáng tin cậy thể hiện đúng bản chất của họ, minh bạch từ trong ra ngoài. Họ cũng thừa nhận điểm mạnh và điểm yếu của mình. Họ không giả vờ biết tất cả. Sự trung thực đi cùng với niềm tin. Những người đáng tin cậy đều nhất quán. Những người đáng tin cậy duy trì sự nhất quán với những gì họ nói và những gì họ làm. Họ giống nhau ở nơi làm việc, ở nhà và mọi nơi khác. Họ không giả vờ là người khác. Tính nhất quán củng cố niềm tin. Người đáng tin cậy là người quan tâm. Những người đáng tin cậy thể hiện sự quan tâm thực sự đến người khác. Họ biết tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng các mối quan hệ của họ. Họ từ chối tham gia vào bất kỳ cuộc nói chuyện tiêu cực nào về người khác. Những người đáng tin cậy rất hữu ích và coi trọng thời gian và nỗ lực của mọi người. Quan tâm đến người khác xây dựng lòng tin. Những người đáng tin cậy đánh giá cao sự tin tưởng mà người khác đặt vào họ. Họ đang hỗ trợ và khuyến khích gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của họ. Những người đáng tin cậy bày tỏ lòng biết ơn với người khác. Lòng biết ơn là một biểu hiện của sự tin tưởng. Người đáng tin cậy là người tích cực. Những người đáng tin cậy là một ảnh hưởng tốt trong cuộc sống của người khác. Họ nói một cách tích cực và truyền cảm hứng cho người khác một cách tích cực để họ đạt được nhiều hơn những thành tựu của họ. Và những người đáng tin cậy không mong đợi bất cứ điều gì để đổi lại. Họ mang lại những điều tốt nhất cho người khác và trân trọng cuộc sống của họ. Hành động tích cực gieo mầm niềm tin. Người đáng tin cậy là người vị tha. Những người đáng tin cậy khiến người khác cảm thấy tốt hơn về bản thân họ. Họ giúp họ phát huy hết tiềm năng của mình bằng cách phát huy những điều tốt nhất ở họ. Họ không tập trung vào những giới hạn của con người. Những người đáng tin cậy phát triển mạnh nhờ chuẩn bị cho những người khác trở nên xuất sắc và thành công. Vị tha là một hành động của sự tin tưởng. Cần có thời gian để biết người khác và tìm hiểu xem họ có đáng tin cậy hay không. Bạn có thể học được nhiều điều về người khác bằng cách dành thời gian với họ và chú ý đến những gì họ nói và những gì họ làm. Nếu bạn là một người đáng tin cậy, bạn sẽ dễ dàng nhận ra một người khác như bạn. Ấn tượng đầu tiên không phải là chỉ số chính xác về độ tin cậy. Hơn nữa, mức độ đáng tin cậy của một người không thể dựa trên cảm xúc hay nhận thức của bạn. Những người đáng tin cậy làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn để sống. Để sống hạnh phúc hơn và thành công hơn, bạn cần những người đáng tin cậy trong cuộc sống của mình. Và bạn cũng cần trở thành một người đáng tin cậy. Đối với sự đáng tin cậy, hãy cảnh giác, vì đặc điểm này tạo thành nền tảng của mọi mối quan hệ. Tin tưởng hoàn toàn vào ai đó chưa bao giờ là điều dễ dàng. Và đây là một điều mong manh. Hãy tin tưởng một cách khôn ngoan, vì không phải ai cũng tôn trọng giá trị của nó. Nó cho thấy niềm tin của bạn vào sức mạnh, khả năng, độ tin cậy và sự thật của người khác. Cuối cùng, điều này tạo nên hoặc phá vỡ mối quan hệ. Hãy xem xét các dấu hiệu của Kênh vừa chia sẻ, cùng với óc phán đoán tốt hơn của bạn, để đặt niềm tin đúng người, kẻo phải hối hận về sau. Thông qua chủ đề của Kênh vừa chia sẻ, của Kênh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả chúng ta nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo theo số điện thoại Quốc Anh chia sẻ bên dưới mỗi video. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.